Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em một số cái chi tiết điện trên dòng SH cao 150 đời 2015-2016. Thì đầu tiên thì anh em khi mình tháo dàn mủ ra thì các bạn quan sát các chi tiết điện như sau. Thì ở phần đuôi xe, đây là con ECM, tức là bộ điều khiển hệ thống nổ máy phun xăng điện tử đề từ và hệ thống sạc luôn. Thì con này nó có 3 nhiệm vụ: để nổ máy này, đề và sạc luôn. Đó, cho nên là nó rất nhiều dây. Chi tiết tiếp theo đó là cái cụm bơm xăng. Thì trong cụm bơm xăng gồm 4 dây. Rồi, 2 dây bên phải là 2 dây báo xăng, 2 dây bên trái là 2 dây bơm xăng. Còn đây là cái van kiểm soát bay hơi xăng. Van này được con IC điều khiển. Nó sẽ mở ra khi mà các bạn đang đi tốc độ nhanh, còn giảm ga xuống nó sẽ đóng lại. Thì tác dụng đó là nó sẽ mở đường gió khí xăng từ thùng xăng lớn đi vào trong cái trong cổ hút động cơ thông qua cái ống này. Đó, thông qua cái ống này. Và các chi tiết theo là những con cảm biến trên xe. Thì đây là bộ họng ga. Trong bộ họng ga này thì gồm có 3 con cảm biến và một cái van điều chỉnh garanti. Thì cái bộ 3 cảm biến thì sẽ bao gồm một cảm biến áp suất, một cảm biến nhiệt độ khí nạp, một cảm biến đo vị trí bơm ga. Còn đây là van điều khiển gió garanti tự động. Thì những dòng xe nào mà các bạn thấy là có cái van này thì là những chiếc xe đó không thể điều chỉnh garanti bằng tay. Đó, bởi vì đây cái bộ này là do IC điều khiển tự động, cấp gió tự động. Còn trên xe phun xăng điện tử thì đây là bếp phun điện tử cũng được IC điều khiển hết. Còn 3 dây bên dưới đây, 3 dây lớn đựng này là 3 dây này cũng từ IC xuống bộ mâm lửa cuộn điện 3 pha. Thì 3 dây này có tác dụng vừa khởi động vừa là hệ thống máy phát để nạp cho ắc quy. Còn đây là cái rắc. Rắc này nối xuống con cảm biến CKP. Anh em thợ ngày xưa thường gọi là cục kích. Còn hai cái cầu nối này, một cầu nối màu xanh, một cầu nối màu đỏ, thì nhiều anh em hỏi là nó làm gì. Thì thực ra thì nó chỉ là một cái cầu lối. Đã gọi là cầu lối thì các bạn cũng hình dung được rồi. Tức là nó có nhiều dây trụm lại để thành ra một dây. Đó, và một dây nó ra thành nhiều nhánh nha. Ví dụ như dây mát này. Đó, một dây mát nó chia làm nhiều nhánh. Hiểu không? Còn đây là dây dương, một dây dương chia làm nhiều nhánh. Rồi. Còn đây là cái cụm rắc lối thôi. Bó dây điện sườn. Dòng SH này thì nó có hai bó dây điện. Một bó dây điện chính, một bó dây điện phụ. Thì cái phần dưới này gọi là bó dây phụ. Cho nên là khi mình thay thế thì mình thay một nửa thôi, nó giảm chi phí nha. Không cần phải thay cả. Và ở chỗ trong động cơ thì phần dưới này. Đây, phần dưới đó. Đó, có cái rắc điện 3 dây. Thì đó là con cảm biến nhiệt độ. Nhiệt độ, đo nhiệt độ động cơ. Còn bên đây là cục đánh lửa nha, cục đánh lửa mô bin sườn. Đây là cục đánh lửa mô bin sườn. Rồi, và cái con ở ngay gần cổ bô này. Đó, là cảm biến CO2. Đó, người ta gọi là cảm biến oxy, đo nồng độ khí thải. Đây là rắc công tắc chống ngang. Đây là một cái công tắc an toàn. Công tắc này nó có chức năng khi mà các bạn gạt chân trống xuống xe sẽ tự động tắt máy. Công tắc này thì có nhiệm vụ là cấp nguồn điện âm, tức là cấp mát ấy nha. Anh em thợ gọi là mát, cấp mát đến cho con IC. Đó. Rồi. Còn đây là cái khu vực bình điện ắc quy. Thì ở trong khu vực bình điện ắc quy thì cái rắc này là rắc chẩn đoán lỗi FI. Rắc chẩn đoán lỗi FI. Những xe nào mà có cái rắc này là xe phun xăng điện tử mới có thôi nha, còn xe thường không có. Còn đây là cái hộp cầu trì tổng quan. Thì đã hộp cầu trì này rất nhiều dây điện. Các bạn muốn biết được chi tiết từng hộp cầu trì đi đâu về đâu thì chúng ta phải có cái nắp nha. Có cái nắp thì chúng ta mới biết được cầu trì đó đi đâu về đâu. Ở trong cái nắp nó có ghi các ký hiệu. Thì ở đây hai con có hai con giò le. Con giò le lớn này là giò le đề.
và sạc, nó có chức năng vừa đề vừa sạc. Còn đây là con dây le chính, dây le là cấp nguồn hết cho hệ thống trên xe. Thực ra thì trên SH này chi tiết nó cũng rất là ít, nó không có nhiều đâu. Rồi còn đây là cái con này là con IC điều khiển tìm xe nhá. Con này được gọi là cái hộp tìm xe, hộp này hộp tìm xe. Trong sách nhiều anh em gọi là nhiều anh em còn đọc anh em tưởng là nó là gọi là hộp định vị, nhưng thực ra thì cũng đúng thôi. Nó là hộp định vị trong bán kính khoảng 20-30 mét gì đó thì người ta gọi là hộp định vị, cũng đúng. Đấy, còn tôi gọi nó là cái hộp tìm xe, hộp tìm xe trong bãi. Thì cái cục này là nó sẽ đi cùng với cái bộ này ha, nó sẽ ăn cùng cái cục này ha, khi mình bấm còi thì kêu rồi. Còn đây là mấy cái đầu rắc thôi, dây điện bình thường. Còn hệ thống CSH thì đang sử dụng là phanh CBS. Phanh CBS thì nó là công nghệ có nghĩa là thắng kép. Nói một cách đơn giản là thắng kép, tức là khi các bạn bóp tay thắng bên tay phải thì thắng trước sẽ bó cứng, sẽ ăn. Còn khi các bạn bóp phanh sau đó, thì các bạn bóp phanh sau thì nó sẽ ăn cả hai thắng. Cho nên ở đây nó có cái đường là hai hệ thống thắng. Hệ thống này thì nó có 3 bít tông. Thì trong 3 bít tông thì nó có sẽ hai quả bít tông bên ngoài. Hai quả bít tông bên ngoài sẽ là do cái dây thắng trước bơm dầu. Còn quả bít tông ở giữa thì nó sẽ là do cái thắng sau, tức là dây sau điều khiển. Rồi thì các bạn sẽ có thể nhìn theo ở trong này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đó. Ở đây đường dây lên nè. Đó. Thì khi các bạn lấy hơi thắng đĩa, tức là gọi xả e đấy, thì cái con ốc xả e 1 này và con ốc xả e 2 có hai con xả ốc. Thì hai con ốc này là một con là để lấy hơi thắng đĩa hai bít tông trước, còn một con là để lấy hơi quả bít tông ở giữa. Thì anh em nhìn theo sơ đồ này thì anh em sẽ thấy là cái dây này là dây cấp dầu từ trên cùm phanh trên đó, bên cùm phanh bên phải đi xuống, tức là cấp cho heo, còn hai con heo bên ngoài đó. Đây. Đó, dây này. Đây. Là dây này, đó, hai con heo. Còn dây bên này này. Dây bên này là dây bên trái. Dây của thằng sau. Nha. Của cụm thằng sau. Đấy. Và hệ thống này, xe này thì nó sử dụng là cái thắng bên trái á, là sử dụng cả hai đĩa. Đĩa trước và đĩa sau. Khi các bạn thay bố thắng mà nếu vệ sinh cùng dầu này thì các bạn nhớ là xả e kỹ con ốc này thì là giúp cho hai bít tông bên ngoài hoạt động. Còn nếu các bạn xả dầu ở dây giữa, xả kỹ thì sẽ giúp cho quả bít tông ở giữa hoạt động. Còn nếu chúng ta chỉ xả mình con ốc này thôi thì sẽ không có tác dụng nha. Sẽ không có tác dụng con bít tông ở giữa không làm việc. Thì bố thắng sẽ mòn hai đầu bên ngoài, ở giữa không mòn. Còn đây là cái còi báo động, khi các bạn bấm tìm xe nó sẽ kêu tít tít đấy. Rồi và thêm một cái nữa đó là đối với dòng xe SH thì khi các bạn đọc tài liệu thì nó có một cái công tắc, người ta gọi là công tắc hãm. Vậy thì công tắc hãm là cái gì? Thì các bạn nhìn trong này nè. Đây, ở trong cái cùm tay thắng bên trái này. Nó sẽ có hai công tắc. Khi các bạn bóp nhẹ thì cái công tắc phanh đèn hậu nó sẽ sáng lên. Còn nếu mà các bạn bóp sâu hơn á thì cái công tắc sau nữa nó sẽ đóng điện, cấp điện cho đến nút đề. Cho nên là những cái dòng SH này Vision á, Vision đời trước nhá, thì các bạn bóp thắng nhẹ này thì không đề được, nhưng phải bóp thật sâu. Thì khi chúng ta bóp sâu thì cái công tắc thứ hai bên trong nó sẽ bung ra này. Các bạn nhìn kỹ trong này. Em bóp thắng như thế. Bóp thắng đúng rồi. Đó thì các bạn nhìn kỹ trong này nhá. Đây. Anh em nhìn kỹ vào cái phần trong này đó. Thả nhẹ ra coi. Đó, thả nhẹ. Rồi đó thì nó một cục đó là công tắc hãm nó đã ngắt. Rồi thả tiếp công tắc tiếp theo, thả tay tiếp. Rồi đó thì là công tắc thứ hai nó ngắt. Đấy. Cho nên là công tắc ở đầu là công tắc thắng, công tắc sau là công tắc hãm đề. Cho nên là nếu chúng ta bóp thắng nhẹ là xe không đề được nhá. Rồi, có rất nhiều anh em bị hỏng công tắc này mà các bạn không biết, các bạn cứ sửa hết hệ thống đề hệ thống kia là bị này nhá. Rồi.
Cho nên là khi sửa hệ thống đề là nhớ là bên công tắc trái này có liên quan đến đề nhé. Còn công tắc phải là không liên quan. Công tắc phải là chỉ ấy thôi, chỉ điều khiển cái đèn stop thôi. Rồi, còn trong đồng hồ này thì có một con diode này. Đây, có một con diode. Đó, có con diode. Thì con diode này có chức năng là để bảo vệ cái cục dơ le nháy xi nhan. Đâu nhỉ? Cục dơ le nháy xi nhan đâu nhỉ? Đâu đâu dơ le đâu rồi? Mở cái đâu cục này, mở cục này. Hạ xuống đi, mở hẳn. Em mở hai con ốc xong rồi đó. Mở ốc ấy. Ừ. Mở thêm ốc 10 sau nữa đồng chí. Ba dây à? Mà cũng mở nhiệt tình. Đây, thì đây là con dơ le nháy xi nhan. Cái loại dơ le này người ta gọi dơ le điện tử. Cho nên là nó có thêm một dây mát để điều khiển hệ thống dơ le. Nó khác với cái hệ thống xe đời trước. Thấy không? Những cái dòng xe đời trước là nó có hai con thôi, dây vào dây ra. Còn cái này thì có một dây mát nuôi sẵn. Rồi, thế anh em hình dung này. Có nghĩa là cái con diode này thì hiện tại bây giờ là cái chức năng nó sẽ là bảo vệ cái cục này. Thế tại sao lại bảo vệ? Đó là khi các bạn ví dụ nhá. Bình thường thì cái dây nguồn dương là vào con dây nháy rồi. Sau đó sẽ có một dây nguồn dương đi ra. Thì cái dây nguồn dương đi ra này nó sẽ qua cái công tắc xi nhan, thấy không? Qua công tắc xi nhan. Thì công tắc xi nhan này khi lúc đó chúng ta sẽ gạt bên phải hoặc bên trái thì nó sẽ nối điện cho bóng đèn xi nhan trái hoặc phải. Rồi, nhưng nếu trong trường hợp các bạn đang gạt như này, các bạn chưa tắt đi thì lúc này xe, ví dụ xe tắt máy rồi, các bạn chưa tắt cái công tắc xi nhan đi thì cái dây xi nhan nó vẫn đang thông với cái dây công tắc, nó sẽ quay lại về cái cục dơ le này nháy này. Đấy, vậy thì bây giờ như thế này, cái dòng điện của từ cục dơ le nháy này nó sẽ đi qua con diode, sau đó con diode nó mới đưa tới công tắc. Vậy thì khi mà cái dòng điện, các bạn cứ hiểu đơn giản là dòng điện này nó cho phép là đi từ cục dơ le nháy đi qua diode để đến công tắc. Rồi, còn khi các bạn bấm tìm xe như thế này, đó, thì trong cái bộ tìm xe này, nó có hai dây xi nhan, nó sẽ lối về cái công tắc xi nhan. Và thì bây giờ nếu các bạn đang mở công tắc xi nhan thì có đồng nghĩa là khi chúng ta bấm cái này, chúng ta bấm cái bộ tìm điều khiển này thì công tắc xi nhan nó đang nối vào cái dây xám, dây dơ le. Thì con diode này nó phải cản dòng nó lại, để có nghĩa là ví dụ như đây hai đầu, thì hai đầu này có nghĩa là khi các bạn bấm cái tìm xe thì cái dây xi nhan nó chỉ đưa về đến cái dây này thôi, đến cái dây xám này thôi, chứ nó không đưa sang cái dây mà dây đầu vào. Nó bởi vì diode ở giữa nó cản dòng. Thì thực tế thì là có nghĩa là mục đích con diode này là để cản dòng bảo vệ cái cục dơ le nháy này. Đấy, để cho tránh cái trường hợp mà quên mình không tắt xi nhan. Còn nếu không có nó thì nó sẽ hại cho cái cục dơ le nháy nha. Rồi, thì trên hệ thống xe này thì khá đơn giản, không có gì phức tạp cả. Thì cũng chỉ chia sẻ anh em được như vậy thôi. Còn thêm một cái đằng sau nữa, đây là cảm biến công tơ mét điện tử. Thì anh em để ý đây, những dòng xe nào đồng hồ điện tử như thế này thì nó sẽ sử dụng cảm biến đo tốc độ bánh xe bằng điện tử. Thì ở dưới đây, phần dưới đây là cảm biến đo tốc độ bánh xe. Đó, đây là cảm biến đo tốc độ bánh xe. Khi chúng ta quay bánh xe thì mắt đọc nó sẽ gửi tín hiệu về cái đồng hồ và đồng thời gửi lên về con IC để kích hoạt chế độ dừng xe 3 giây tắt máy. Rồi, đó thì chương trình chỉ có vậy thôi. Chia sẻ với những anh em nào chưa từng tháo SH nha. Các bạn nhớ theo dõi kênh nha để xem nhiều video hay.